Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2, trang 91, sách giáo khoa sinh học 9, đề bài như sau. Hãy nêu những ưu điểm và triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại mục 2 La Mã, ứng dụng của công nghệ tế bào trong bài 31, công nghệ tế bào, sách giáo khoa sinh học 9, trang 89. Như các em đã biết, công nghệ tế bào được ứng dụng khá rộng rãi ở trong thực tế, đặc biệt trong nhân giống vô tính ở cây trồng và vật nuôi. Vậy, nhân giống vô tính trong ống nghiệm có ưu điểm và triển vọng như thế nào? Cô cùng với các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. Đầu tiên là những ưu điểm của nhân giống vô tính trong ống nghiệm, đó là tạo ra số lượng cá thể lớn trong một thời gian ngắn và tạo ra các cá thể có kiểu gen và kiểu hình giống với cá thể gốc ban đầu. Điều này giúp cho việc bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Tiếp theo là triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm. Thứ nhất, giúp nhân nhanh nguồn gen quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Thứ hai, nhân bản vô tính để tạo ra cơ quan nội tạng động vật từ các tế bào đã được chuyển gen ở người, chủ động cung cấp các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng cơ quan tương ứng. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi số 2, trang 91, sách giáo khoa sinh học 9. Hẹn gặp lại các em ở những video sau.